Loại rác rưởi này á không phải đệ tử của ba chứ? Bà Chém Gió là bạn trai của con. Tôi sẽ không để cho con gái tôi theo thứ rác rưởi như cậu đâu. Anh cảm thấy thiệt thòi cho em quá. Có cậu thanh niên bị mất tích, bây giờ bọn anh đi điều tra. Đi thôi. Em ấy đã xảy ra chuyện sao cô? Thật ra vẫn chưa tìm ra manh mối gì. Cô không cần phải lo lắng như vậy. Cảm ơn anh đã cùng giúp tôi xếp xích đao. Anh hình như rất thích cổ nha.